Đây các cháu nhìn này. Wow, wow, các cháu nhìn này. Ôi. Wow. Wow. Ra đây, ra đây, ra đây. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vân Lộc. Các cháu ơi, đây lâu lắm rồi bà không làm que kem các cháu ạ. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip, bà làm một que kem sô cô la sữa to khổng lồ các cháu nhá. Đấy. Mấy bà cháu mẹ nhà bà cùng các cháu chơi thưởng thức nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của cái que kem sô cô la hôm nay này các cháu này. Đấy, bà chuẩn bị mấy túi bột kem sô cô la đấy. Và đây nữa, cả bột sô cô la nguyên chất nữa các cháu ạ, bột khô đấy. Và các cháu ơi, gia vị gồm có là sữa đặc đây nữa này. Đấy, sữa đặc này, mới đây là sữa khô nhá, sữa khô nhá. Còn đây là đường trắng này, bà cho thêm đường ăn để cho nó ngọt này. Và bà có cho thêm kem huyết tinh này đấy các cháu ạ. Cái mà cho kem béo cũng được, nhưng mà thôi bà chuẩn bị kem huyết tinh cho vào để cái que kem nó xốp, cái món kem nó xốp ăn vào nó không dâm đá ấy các cháu nhá. Thì các cháu ơi, trước tiên làm que kem sô cô la thì bây giờ bà sẽ đi đun một xô nước, sau bà đổ bột sô cô la vào, bà đun chảy tan ra nhá. Sau bà bỏ sữa tươi vào, sữa khô vào với sữa đặc vào. Rồi mới bà bỏ đường vào. Thì bây giờ bà đi thực hiện luôn. Thì các cháu xem clip của bà có hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Bây giờ bà đi thực hiện luôn. Bà làm xong rồi bà lại mời tất cả các cháu tới để ăn mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Thôi đi, bà đi thực hiện. Các cháu ơi, đây nồi nước của bà nó sôi rồi nhá. Nào, thì bây giờ bà mở vung ra này các cháu này. Wow, đấy. Các cháu ơi, bây giờ bà bỏ bột sô-cô-la vào nhá. Đấy, bà bỏ bột sô-cô-la vào. Đấy. Ui. Bà bỏ sô-cô-la vào, bà đánh tan lên. Đấy. Thơm lắm các cháu ạ. Ui. Các cháu ơi, bây giờ bà bỏ đường vào nhá. Bà bỏ đường vào. Bà bỏ đường vào. Đấy. Rồi, bây giờ bà bỏ sữa khô vào nhá. Bà bỏ sữa khô vào. Đấy, bà bỏ sữa khô vào. Rồi, bà đánh tan lên. Bà đánh tan lên, bà bóc ra khỏi bếp, bà để nguội nhá. Bà để nguội sau bà bỏ bột kem vào, bỏ bột kem sô-cô-la vào. Mới lại bỏ kem huyết tinh vào. Đấy. Khoảng giờ tan ra. Các cháu ơi, bây giờ bà bắt ra để nguội nhá. Sau bà bỏ bột kem sô-cô-la vào, mấy bột kem huyết tinh vào. Bỏ kem huyết tinh vào. Rồi. Các cháu ơi, bây giờ bà bỏ bột kem vào nhá. Bà bỏ bột kem vào, bỏ bột kem sô-cô-la đây các cháu này đấy. Cho vào để ăn cái món kem nó xốp các cháu ạ. Đấy, bà bỏ vào để ăn kem nó xốp mà nó không bị dâm đá các cháu ạ. Ôi. Tí bà phải pha thêm nước sôi nữa, nước đun sôi nữa, không cái này là nó đặc. Tí bà phải pha thêm. Rồi bây giờ bà khoáng nhá. Bà khoáng cho các cháu xem nhá. Đấy. Có khả năng bà cho cái đánh trứng vào đánh. Nhanh đấy. Thơm lắm các cháu ạ. Tí bà lại chế thêm nước đun sôi vào. Các cháu ơi, đấy, thế là cái nồi kem của bà nó nguội rồi đây này đấy. Thì bây giờ bà sẽ bỏ cái kem huyết tinh vào nhá, để cho kem sô cô la của bà nó mịn nhá. Đấy, bà bỏ kem huyết tinh vào. Ôi. Rồi. Sau bà bỏ sữa đặc vào. Ôi. Sau bà bỏ vào khuôn, bà cho cái sau bà cho cái máy vào và đánh nhá. Đấy, bà bỏ sữa đặc vào này các cháu này đấy, để cho món kem nó cũng thêm vị thơm. Có khả năng bà lại phải nhờ con trai bà ra giúp bà mới rồi, ra đánh hộ bà. Các cháu ơi, bây giờ bà khoáng các cháu xem này. Ôi. Hậu ơi. Dạ. Con ra con giúp mẹ cái.
Đấy các cháu ạ, bây giờ con trai bà sẽ giúp bà đánh nó lên. Rồi mẹ bỏ môi ra. Ừ đấy, đánh lên. Thơm mẹ, toàn mùi sô-cô-la. Toàn mùi sô-cô-la. Thơm lắm. À, các cháu ơi, bây giờ bà múc vào cái khuôn này nhá, để cho nó đóng thành một cái que kem nhá. Đấy cái khuôn này, đấy cái khuôn này nào. Đây bà múc vào. Cái khuôn này của bà cũng hết nhiều nguyên liệu. À, các cháu ơi, đây thế là bà đã nấu xong món kem rồi, đây này kem sô cô la đấy, bà cho vào cái khuôn này đây các cháu này, đấy các cháu nhìn thấy chưa? Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nhé, còn đây là cái que nhá. Đấy, thì các cháu ạ, mình bà cũng không mang được vào tủ đâu, thì bà sau bà có nhờ con bà mang vào hộ nhá. Thì các cháu ơi, trước khi cho vào tủ, bà có giới thiệu với các cháu ạ, đây là cái tủ lạnh siêu to khổng lồ của bà, là của cái thằng cháu điện lạnh Quang Thái nó tặng bà đấy các cháu ạ, đấy. Thì năm ngoái bà cũng làm mấy que kem rồi, thì năm nay bà lại làm tiếp các cháu ạ. Thì bây giờ bà nhờ con bà khênh bà vào cho bà nhá. Hồng ơi, dạ. Đi cũng ra đây. Nào con bỏ, con mở ra, mở ra, mở ra. Đấy, mở ra. Mẹ để cái que kem vào đây. Nặng 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 quá. Để vào đây, đấy. Ừ, nào con mẹ khênh này vào. Nào. À, các cháu ơi, đây bà có nhờ con trai bà khênh được vào trong tủ rồi đây các cháu này, đấy thì bà để độ một ngày một đêm thì nó làm đông nhá, sau nó mới thành kem với các cháu nhá. Rồi bây giờ ấy bà đậy lắp vào. À, các cháu ơi, đây thế là kem của bà chạy đúng một ngày một đêm rồi các cháu ạ, thì không biết giờ là chắc là chín rồi các cháu ạ, bà hồi hộp lắm các cháu ạ, không biết nó có chín, nó có thành công không. Thì bây giờ bà mở ra cho các cháu xem nhá. À, các cháu ơi, đây thế là que kem sô cô la của bà đã bỏ ra khỏi tủ rồi các cháu ạ. Đây các cháu nhìn này đấy, nó đông rồi đấy, bà để một ngày một đêm đấy, lấy ra nó hơi vất vả các cháu ạ. Thì bây giờ bà nhờ con bà với cháu bà bỏ ra cái đĩa khổng lồ nhá, xong rồi bà lại mời tất cả các cháu tới đây cùng ăn thưởng thức với mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Là con hộ mẹ đấy cháu. Wow. Ôi con nó mâm bị ra sao? Đây các cháu nhìn này. Wow. Wow, các cháu nhìn này. Ôi. Wow. Wow. Ra đây. À, các cháu ơi, đây thế là bà đã bỏ que kem sô cô la ra khỏi tủ rồi nhá các cháu ạ. Đấy, các cháu nhìn thấy nó nổi phấn thế này đấy. Thì bà có mới viết chữ bà Tân Vlog vào các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ bà mời tất cả các cháu tới ăn với bà cháu nhà bà nhá. Mấy mẹ con nhà bà. Là bây giờ bà cắt ra bà mời các cháu với các con nhá. À. Đấy các cháu ạ, hơi ấy, hơi cứng. Làm bây giờ mẹ chặt. Ui. Nó to này các cháu ạ. Wow. Rồi. Mẹ đóng ngang rồi, thử lấy con dao to, mẹ lấy con dao to. Ủa chơi dao cho nhanh. Lần đầu tiên mình ăn kem phải đóng bằng dao. Ôi giời ơi. Quên rồi. Rồi. Rồi đấy. Wow, con cháu nhìn này. Đấy 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 dài em ạ. Lấy đĩa dài. Không có đĩa dài. Để bên này đĩa dài đi. Rồi. Ôi đấy. Trời ơi. Chặt tiếp miếng nữa. Wow. Rồi bà lại đóng ngang đấy. Rồi. Nào. Nào con đĩa, con mang đĩa được rồi. Hơi vất vả các cháu ạ. Ui.
Đấy, con cháu gì đây? Xuất sắc. Đây em. Các cháu ơi, bà mời các cháu ăn với bà nhá. Mình mời các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Mình mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Đã ma thật. Wow. Cứng quá em còn không có xúc được. Thơm. Các cháu ạ, các bạn ơi, thơm vị sô cô la. Wow, mình mời các bạn nhá. Đúng vị sô cô la ngon. Thơm không bạn? Đặc vị sô cô la luôn. Mình đang nóng ăn kem rồi, thôi rồi. Sao anh không xúc được nhỉ? Còn mồm cắn uống. Xúc kem sô cô la là ngon quá các bạn ạ. Ngon các bạn. Ngon. Các bạn ơi, ăn kem miếng to này dùng thìa ấy khó ấy, mình phải gặm các bạn ạ. Cứ cắn. Gặm mà dễ, mình có dùng thìa đâu. Ăn kem gặm là đúng mà. Mát quá. Đã quá. Nói rằng que kem này của bà 50 cân đấy các cháu ạ. Siêu to. Buốt hết mồm các bạn ạ, nhưng mà ngon lắm. Nạnh nạnh nạnh. Buộc hết nghĩa cái mắt các bạn. Ui ui. Ngon lắm các cháu ạ. Thơm tinh mùi vị sô-cô-la thôi. Mình rất thích ăn kem sô-cô-la các bạn ạ. Mà nó lâu chảy tan các cháu ạ. Đấy, nó lâu chảy tan. Nó không như ở ấy. Ăn kem này không như là kem dưa hấu hay kem xoài các bạn ạ. Kem dưa hấu với kem xoài là hay chảy hơn. Đấy. Ai à. Con em mạnh lên. Mỗi bà cháu một miếng chưa cần gì đến que kem các cháu ạ. Mấy các bà, tất cả bà ăn đây. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon lắm các bạn ạ. Mát lạnh luôn đó bạn. Kem thơm ngon. Được, cái món kem sô cô la của bà này. Cái khúc kem của cháu to nhất đây mà cháu ăn còn bằng này. Cháu ăn mạnh nhỉ. Nhưng mà ăn nhiều kem quá lạnh hết mồm. Cóng cái răng lại. Cóng cái răng lại các bạn. Ăn có hôm nay thôi. Thôi cháu ạ. Nó man man lại, nó béo béo ngậy ngậy, thơm vị sô-cô-la với lại sữa nhá. Đấy, với lại sữa lại man mát vị kem huyết tinh, được. Mềm. Quá tuyệt vời. Cắn nó sàn sàn, cái cháu ạ, nó không dăm đá đâu. Mặc. Cái miếng kem nó cứng, khi mà mình sắn vào nó có kiểu mềm mềm dẻo các bạn ạ. Sắn được, con cứ cắn được. À, buồn. Nước mắt. Các cháu ơi, cái que kem sô-cô-la siêu to của bà hôm nay, mấy bà cháu nhà bà ăn không cần gì, mấy mẹ con ăn không cần gì các cháu ạ. Chắc chưa hết nữa đó. Đúng rồi. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây thôi. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào bà nha.